Kính chào quý vị các bạn, Dũng Audi ô tô của Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn một chiếc Mazda 3, Mazda 2 bản hatchback phiên bản sport, Mazda 2 phiên bản sport hatchback sản xuất năm 2014, động cơ 1.5, hiện nay đang được chào bán với giá là 365 triệu đồng cho một chiếc Mazda 3 bản hatchback phiên bản sport, Mazda 2 phiên bản sport, tức là Mazda 2S viết tắt của phiên bản sport, sản xuất năm 2014, hatchback, động cơ 1.5 AT tiêu thụ nhiên liệu khoảng độ tầm hơn 6 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 365 triệu đồng cho chiếc xe này. Xe có màu vàng cát, nội thất màu đen. Bây giờ mình xin quay về nội thất của chiếc xe. Xe này đầu tiên mình xin giới thiệu quý vị, đó được có trang bị xinh nhan trên gương, phanh ABS phía trước, giải đèn LED ở chỗ cụm đèn pha, giải đèn LED ở cụm đèn pha. Chiếc xe này được chào bán với giá là 365 triệu đồng, 4 la răng đúc. Và về nội thất bên trong thì chiếc xe được trang bị gương kính chỉnh điện cục điện, vô lăng tích hợp bàn phím ạ, chìa khóa thông minh đây ạ, đây là chìa khóa thông minh, đề thông minh. Cái chìa này chỉ có cái đề này chỉ cần vặn thôi, còn chìa nó nằm ở tất cả, nó nằm ở trên này. Và màn hình camera lùi, đây là màn hình đầu DVD và camera lùi, vô lăng có tích hợp bàn phím. Rồi là đây ạ, khi chuyển đến chế độ lùi mình cài số lùi đây ạ, là xe sẽ chuyển sang màn hình camera lùi đây. Các bạn có thể nhìn thấy camera lùi đây, điều hòa tự động, điều hòa auto đây, túi khí, rồi ghế da rất là đẹp. Chiếc xe này rất là phù hợp với cả những bạn mà ở khu vực nội thành hơi chật chội một chút. Ở nội thành và đi hơi chật chội một chút thì chiếc xe này nó cũng vừa phải, nó không dài quá, không rộng quá, không quá to, không quá dài và cũng không quá ngắn. Nó to hơn chiếc i10. Đây là mình sẽ quay hết một vòng nội thất của chiếc xe. Về chiếc xe này thì mình cũng xin nói luôn với các bạn là đây ạ, trang thiết bị nội thất của chiếc xe đây, quý vị có thể nhìn thấy đây. Còn đây, cái cốp sau của nó cũng khá là rộng rãi. Đây, cốp sau nó khá là rộng rãi, quý vị có thể nhìn thấy đây. Cốp đây là cốp sau. Đây là lốp dự phòng. Rồi là phần cốp đít. Đây ạ, quý vị nhìn đấy ạ, tôn nguyên xi, sáng bóng, sạch sẽ, không mục mọt, đinh tán còn nguyên. Bây giờ về mình sẽ đi về phần kiểm tra về kỹ thuật xe. Thì đầu tiên thưa với quý vị rằng đây toàn bộ đinh tán còn nguyên, toàn bộ đinh tán hai bên đít, hông đít là còn nguyên, keo chỉ nguyên. Thì keo chỉ nguyên nhé các bạn nhé, và đinh tán ở hai bên cốp đít còn nguyên. Đây ạ, tức là xe về phần đít là không đâm đụng về phần đít. Bây giờ tiếp tục mình đi xe vào phần keo chỉ của cánh sau bên phụ. Cánh sau bên phụ, đây là keo chỉ của cánh sau bên phụ cũng còn nguyên quý vị nhé. Cánh sau bên phụ còn nguyên, xe hiện nay đang nổ máy. Đây là cánh bên phụ, keo chỉ cũng còn nguyên ạ, quý vị thấy ạ. Rồi ok, mình kiểm tra xong về phần keo chỉ hai cánh và phần đít. Đây, bây giờ về cánh bên lái thì đây ạ, keo chỉ cánh bên lái cũng còn nguyên quý vị nhé. Đây ạ, quý vị có thể nhìn thấy keo chỉ còn nguyên hết, keo chỉ cánh lái còn nguyên, cánh đằng sau bên lái còn nguyên, và đây là keo chỉ của cánh lái cũng còn nguyên ạ, quý vị có thể nhìn thấy đây, ốc chưa ra nha quý vị nhé, ốc cánh còn nguyên, ốc cánh còn nguyên, còn nguyên cả vết sơn của hãng kia, tức là nguyên hết. Bây giờ mình sẽ đi vào phần mở phần capo.
mình sẽ đi vào đến phần cabo. Cabo của chiếc xe này đây. Thì xin thưa quý vị là cabo của chiếc xe này là chỉ đây, chỉ cabo đây còn nguyên. Cả chỉ cabo còn nguyên đấy. Chỉ cabo còn nguyên. Chỉ cabo còn nguyên quý vị nhé. Và đồng thời là máy thì mình xin nói là máy zin. Đây ạ. Máy zin và máy rất là khô ráo sạch sẽ, nó chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Máy zin chưa mở máy. Về phần máy là máy zin chưa mở máy và nó chỉ có vết bụi của thời gian, nó rất là bẩn. Nó rất là bụi. Mình không rửa, không lau chùi gì cả, mình để nguyên cho quý vị nhìn thấy đây ạ. Là xe là còn nguyên vết bụi của thời gian. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi Ô tô Cũ Hải Dương với giá là 365 triệu đồng. Xe sản xuất năm 2014, động cơ 1.5, tiêu thụ nhiên liệu hơn là 6 lít xăng cho 100 km được hỗn hợp. Bây giờ mình sẽ đi vào trải nghiệm chạy thử chiếc xe này cùng với cả quý vị trải nghiệm chiếc xe này. Đầu tiên là chiếc xe này được trang bị chìa khóa thông minh. Quý vị có thể đeo vào người và tắt bật bấm mở khóa ở đây, mở khóa vào. Còn khi vào xe thì thay bằng là nếu như có nút đề start top thì quý vị có thể bấm đề start top. Nhưng đây chìa khóa thông minh rồi, quý vị cần vặn cái này thôi, đà phanh và vặn. Ok, máy đã nổ, máy nổ rất êm. Máy nổ rất êm. Xe không báo lỗi một tí gì luôn. Rồi, chỉ còn hiển thị đèn báo chuông thôi. Màn hình DVD. Điều hòa rất là mát. Quý vị nhé, điều hòa tự động rất là mát. Và bây giờ mình sẽ trải nghiệm chiếc xe này. Ok. Xe thì đây đang pê. Ok, mình sẽ cho. Được chưa? Rồi, ok. Bây giờ quý vị có thể nhìn thấy đây ạ. Xe chạy rất là êm. Máy nổ êm. Bốc. Nó có cái chuông của cái dây cơ gầm bệ chắc chắn. Lái rất là nhẹ quý vị nhé. Lái đây là lái điện cho nên là nó cũng khá là nhẹ. Ok, mình sẽ kiểm tra xem số chuyển đều hay không. Ok, mình tăng tốc ạ. Số chuyển rất đều quý vị nhé. Số chuyển rất đều ạ. Và chiếc xe này hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi Ô tô Cũ Hải Dương. Hotline 0855 966 966 với giá là 365 triệu đồng. Quý vị xem xe liên hệ trực tiếp với cả Dung Audi, hotline 0855 966 966, số điện thoại của Dung Audi. Số điện thoại của Dung Audi 0855 966 966. Xin quý bảo vị vui lòng liên hệ trước khi xem xe. Trước khi quý vị xuất phát ở nhà đi xem xe, quý vị hãy vui lòng liên hệ trước số điện thoại 0855 966 966 để tránh trường hợp rằng quý vị đi đến nơi thì xe bán mất rồi. Quý vị alo trước để mình giữ xe lại cho quý vị. Quý vị alo trước để mình giữ xe lại cho quý vị xem, tránh trường hợp quý vị đến xem đến nơi thì chiếc xe đã bán mất. Mình đang trải nghiệm chiếc xe gầm bệ chắc chắn, máy móc nổ êm, số chuyển đều, số tự động 1.5, xe sản xuất năm 2014 và được chào bán với giá là 365 triệu đồng. Mazda 2 bản Sport. Đấy, mình đi qua cái gờ giảm tốc, quý vị có thể thấy mình đi qua gờ giảm tốc thì gầm bệ nó chỉ có tiếng lốp thôi. Đây ở gờ giảm tốc rất là cao quý vị nhé. Đấy, chỉ có tiếng lốp thôi quý vị nhé. Không kêu một tí gì luôn. Xe gầm bệ chắc chắn, máy móc ngon. Chiếc xe này là Mazda 2 bản Sport, kiểu dáng hatchback. Và hiện nay đang được chào bán với giá là 365 triệu đồng tại Dung Audi Ô tô Cũ Hải Dương. Quý vị vui lòng alo trước số điện thoại 0855 966 966 trước khi đến xem xe. Vâng, xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại quý vị ở clip tiếp theo. Dung Audi Ô tô Cũ Hải Dương xin trân trọng kính chào quý khách hàng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo ạ.